Bích Huấn cùng chương trình Nhịp sống đô thị xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn có vị trí quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc miền Trung. Theo định hướng đến năm 2035, Nam Đàn sẽ có 3 đô thị, trong đó có một đô thị trung tâm và 2 đô thị loại 5. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30,7%. Huyện Nam Đàn đã triển khai các quy hoạch trọng điểm, mở rộng không gian đô thị như thế nào? Đó là câu chuyện mà vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập. Nhưng trước hết là những thông tin đô thị nổi bật mà chúng tôi vừa cập nhật. Tại kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã xem xét thông qua quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong thời gian tới. Quy hoạch đặt ra mục tiêu phát triển đến năm 2030, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ. Tầm nhìn đến năm 2050 là tỉnh phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, văn minh, hiện đại và mang bản sắc văn hóa xứ Nghệ. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 58 về một số chính sách giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025, nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, lớn mạnh về số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có văn bản số 2855 giao cho các sở ban ngành thực thi một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh. Các ngành chức năng cần tích cực chủ động tổ chức các cuộc họp, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, dự án, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng thị trường phát triển nóng hoặc đóng băng, nhất là tình trạng tung tin đồn thổi, đầu cơ thổi giá bất động sản lên cao để trục lợi, mất cân đối cung cầu và đảm bảo vận hành theo cơ chế thị trường. Một trong những nội dung của dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi nhận được nhiều quan điểm trái chiều là quy định mua bán, cho thuê nhà ở bất động sản hình thành trong tương lai, bất động sản trên giấy, phải giao dịch qua sàn. Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát lại quy định này để đảm bảo quyền tự do lựa chọn của người dân. Sau khi rà soát, Chính phủ giữ nguyên quan điểm, có hai loại giao dịch bất động sản phải qua sàn bao gồm chủ đầu tư bán, cho thuê, mua nhà ở hoặc công trình hình thành trong tương lai, chuyển nhượng, cho thuê lại đất đã có hạ tầng kỹ thuật. Nam Đàn là địa phương đầu tiên trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu với định hướng là trung tâm du lịch quốc gia, phát triển hài hòa và bền vững. Tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Nam Đàn nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định phát triển đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển giá trị về di sản, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Với mục đích xây dựng đồng bộ, tạo sự kết nối giữa các cụm di tích làng Sen, Hoàng Trù, khu mộ bà Hoàng Thị Loan, đền Trung Sơn, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên tổng diện tích trên 278 ha tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn. Đây là khu tưởng niệm danh nhân, địa điểm đón tiếp du khách đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và tìm hiểu những ký ức về thời niên thiếu của người. Nơi đây còn là khu du lịch lịch sử văn hóa mang tầm quốc gia và quốc tế, trung tâm văn hóa lễ hội, không gian trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng quê Bắc Trung Bộ Việt Nam. Thời gian thực hiện quy hoạch bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2030. Đến thời điểm hiện nay thì dự án khu du lịch văn hóa gắn với khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện xong cái bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái dự án tiếp theo thì đang khảo sát và hoàn thiện các cái bước, các cái quy trình. Thì có dự án là khu du lịch văn hóa tâm linh ở núi Trúng, dự án làng Bình Yên gắn với trồng và bảo tồn giống lúa huyệt rong. Qua cái quá trình thực hiện các cái dự án đến địa bàn thì cũng được cư dân là đồng tình ủng hộ rất cao. Đối với các cái khu di tích trong khu đô thị thì cần ưu tiên tập trung. Thứ nhất là tập trung cho công tác lập quy hoạch, khoanh vùng bảo vệ di tích để tập trung phát triển và bảo tồn các cái di tích gốc. Thứ hai là đầu tư các hạng mục công trình theo quy hoạch được duyệt. Thứ ba là huy động nguồn vốn từ ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư các cái công trình để phát huy giá trị di tích mà đã được công nhận.
là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học kỹ thuật của huyện Nam Đàn. Thị trấn Nam Đàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đô thị loại 5 từ năm 2021, định hướng đến năm 2025 đạt chuẩn đô thị văn minh. Năm 2030, nâng cấp phát triển trở thành thị xã, bao gồm diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Nam Đàn hiện nay và mở rộng trên các địa bàn các xã Xuân Hòa, Thượng Tân Lộc. Đây là khu vực Đồng Dưa, nơi được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch khu đô thị trung tâm mới, một trong 4 dự án phát triển đô thị mở rộng thị trấn Nam Đàn. Với quy mô 20 ha, tổng mức đầu tư 1.175 tỷ đồng. Khi hoàn thành sẽ là khu đô thị hiện đại, đồng bộ, tạo quỹ nhà ở cho khoảng 1.000 người. Trên địa bàn thị trấn đang quy hoạch 4 khu đô thị. Hiện nay thì đang triển khai 2 khu đô thị. Cố gắng là trong năm nay thì cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành. Còn 2 khu đô thị nữa mới làm trích đo và đang làm các thủ tục. Khi nào mà được tỉnh phê duyệt xong thì sẽ làm các bước là đóng thầu xong thì khi đó mới triển khai. Hiện nay công ty đang cùng với Ủy ban Nhân dân huyện cùng với thị trấn giải phóng đền bù thì mong muốn bà con đồng hành cùng doanh nghiệp sớm triển khai dự án để làm sao cho cái khu đô thị đi vào hoạt động và làm cho bộ mặt thị trấn cũng như huyện được khang trang hơn. Theo quy hoạch, huyện Nam Đàn sẽ phát triển thị trấn Nam Giang đạt chuẩn đô thị vào năm 2030, thị trấn Trung Phúc Cường đạt chuẩn đô thị vào năm 2035. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân huyện đang tăng cường, kêu gọi và lựa chọn những nhà đầu tư có năng lực vào các khu đô thị, thu hút các doanh nghiệp sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp. Là địa phương có trên 170 di tích danh thắng, quá trình triển khai quy hoạch đô thị luôn gắn với công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các cụm di tích ở những nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Nam Giang thì có cái quần thể khu di tích Mộ Bà Hằng Thị Loan, rồi có các cái điểm du lịch trải nghiệm trên địa bàn. Song song với phát triển đô thị thì chúng tôi phát huy gìn giữ những cái giá trị văn hóa tâm linh, rồi du lịch trải nghiệm. Chúng tôi đang kêu gọi để đầu tư các nguồn công bố kế hoạch, đảm bảo theo cái kế hoạch lộ trình đã đề ra. Nhân dân Nam Giang như vậy là rất phấn khởi, hô hời. Mà từ là cái dân nông nghiệp, nay cái nhận thức của nhân dân Nam Giang là bắt đầu đã có cái chuyển đổi dân mạnh dạn đầu tư vào để là buôn bán nhỏ và dịch vụ, vừa là phát triển về công nghiệp bền vững lâu dài nhưng vừa là phải bảo vệ được công tác môi trường. Sau khi quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đàn đã ban hành nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị. Tuy nhiên, trong công tác phát triển đô thị vẫn còn những bất cập như hạ tầng kỹ thuật thiếu đồng bộ, tỷ lệ đô thị hóa còn thấp, kinh tế khu vực đô thị chưa có đột phá, nhiều công trình xây dựng nhà ở đô thị còn để tự phát, không gian kiến trúc thiếu thẩm mỹ. Đối với các cái quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt thì tổ chức công bố công khai, mà đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số, công nghệ số bằng công nghệ web viết để công bố công khai quy hoạch. Người dân và doanh nghiệp thì có thể tiếp cận một cách dễ dàng các cái đồ án được quy hoạch. Từ nay đến năm 2025 thì triển khai lập một quy hoạch chung của Nam Giang và Trung Quốc Cường theo cái nhiệm vụ đã xác định, tăng cường cái công tác quản lý trật tự xây dựng, tập trung huy động nguồn ngân sách và nguồn vốn ngoài ngân sách để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo các cái đồ án quy hoạch được duyệt. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các quy hoạch trọng điểm, tăng cường công tác quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội, mở rộng không gian đô thị Nam Đàn nhanh và bền vững, là điểm đến hấp dẫn, trung tâm du lịch văn hóa của Nghệ An và cả nước. Thưa quý vị, thời tiết giao mùa kèm theo những đợt mưa ẩm là điều kiện thuận lợi để muỗi phát triển. Đèn bắt muỗi thông minh là một trong những giải pháp hữu hiệu để diệt muỗi, bảo vệ sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Trân trọng cảm ơn Công ty Cổ phần Golden City và Công ty Cổ phần Địa ốc Kim Thi đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!